rồi á, là huyệt vị đại lăng nằm chính giữa ngắn cổ tay này, là huyệt vị giúp điều dưỡng tim, an thần cũng như là trị được cái chứng hôi miệng và hôi nách hiệu quả. Còn huyệt vị lao cung á, là chữa được cái tình trạng bị viêm họng. Huyệt vị trung xung á, là chữa được cái tình trạng là bị đột quỵ tim. Đột quỵ tim. Vậy thì chúng ta hãy tập trung để mà tác động vào những cái điểm huyệt vị này nhiều hơn. Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành. Và Khải chúc quý vị có được buổi tối thật là nhiều niềm vui bên gia đình của mình nha. Và trong video của hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nói về những bệnh lý liên quan đến tim mạch. Và Khải xin phép chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào một cái đường kinh mạch rất là quan trọng có liên quan đến tim. Cụ thể đó chính là cái đường kinh mạch có tên là tâm bào kinh, nó chủ trị trực tiếp ở màng tim của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta kiên trì siêng năng tác động vào cái đường kinh mạch này mỗi ngày á, thì sẽ giúp quý vị á, cải thiện được rất là nhiều những bệnh lý như là mất ngủ, hay mơ, hay giật mình, hay quên, rồi á, là hôi miệng, đau ngứa toàn thân, vân vân. Vậy thì cách tác động như thế nào á, thì Khải sẽ chia sẻ rõ hơn ở phần sau. Còn bây giờ thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Và bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính nha quý vị. Và như quý vị biết rằng trong Đông y á, thì cho rằng trong cơ thể chúng ta sẽ có tất cả là 12 đường kinh mạch chính. Và trong những đường kinh mạch này sẽ có hai đường kinh mạch liên quan đến tim, tức là tâm kinh và tâm bào kinh. Tâm kinh á, là cái đường kinh mạch chủ trị trực tiếp ở tim mà ngày hôm qua Khải đã từng chia sẻ với quý vị. Và một đường kinh mạch thứ hai là tâm bào kinh. Tâm bào kinh là cái đường kinh mạch nó chủ trị ở màng tim. Và màng tim á, là một cái bộ phận có cái chức năng á, là bảo vệ cho tim, thay tim hứng chịu mọi tổn thương từ bên ngoài. Cho nên á, cái việc mà chăm sóc cái màng tim là một trong những cái việc rất là quan trọng để bảo vệ cho tim của chúng ta nha quý vị. Và tâm bào kinh á, nó sẽ bắt nguồn từ cái huyệt vị là huyệt vị thiên trì, nằm cách cái đầu ti của chúng ta khoảng là bề ngang một ngón tay cái, chính là một thốn trong Đông y. Đây quý vị, đây chính là cái đầu ti này. Quý vị dịch chuyển qua cái phía nách á, khoảng là bề ngang một ngón tay cái, đó chính là huyệt vị thiên trì. Rồi á, là nó sẽ đi vòng qua cái vai này, đi giữa theo cái mặt trong cánh tay này, đi qua huyệt vị khúc trạch ở cái khuỷu tay. Rồi á, là nó sẽ đi xuống cái cổ tay, đi qua những huyệt vị như huyệt vị khít môn này, nội quan, đi qua huyệt vị đại lăng, qua lao cung, và nó sẽ kết thúc tại huyệt vị là huyệt vị trung xung. Nha quý vị, nó sẽ kết thúc tại huyệt vị trung xung. Đó chính là cái đường đi của tâm kinh. Và tương tự như vậy, ở trên cái cánh tay phải chúng ta sẽ có một cái đường kinh mạch tương tự như vậy, đi từ huyệt vị thiên trì và sẽ kết thúc tại huyệt vị trung xung, tại cái đầu mút của ngón tay giữa. Và cái sự vận hành của khí huyết trong 12 đường kinh mạch đó, là nó sẽ tuân theo cái quy luật là tý ngọ lưu chú, tức là mỗi đường kinh mạch sẽ có những cái giờ, những khung giờ hoạt động riêng. Và đối với tâm bào kinh đó, cái giờ hoạt động mạnh nhất là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Thì vào cái khoảng thời gian này, vào thời điểm này, quý vị nên dây ấn vỗ nhẹ nhàng để mà chăm sóc cái đường kinh mạch là tâm bào kinh. Đó là cái cách mà để dưỡng cái màng tim của chúng ta được tốt nhất nha quý vị. Cái màng tim mà được khỏe mạnh á, thì nó sẽ tăng cường sức mạnh và bảo vệ cái tim mạch của chúng ta được tốt hơn. Vậy thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách mà chúng ta có thể chăm sóc được cái đường kinh mạch là tâm bào kinh này. Và đơn giản nhất, tức là từ 7 giờ đến 9 giờ tối, quý vị hãy dùng cái bàn tay chúng ta vỗ này. Chúng ta vỗ vào cái mặt trong giữa cái cánh tay này, mặt trong giữa cánh tay. Vỗ như vậy. Nào quý vị cứ vỗ xuống dưới cái cổ tay này, rồi chúng ta lại vỗ lên lại như vậy. Chúng ta làm liên tục như vậy trong khoảng là từ 2 đến 3 phút. Rồi á, chúng ta chuyển sang tác động đã thông tất cả những cái vị trí của tâm bồ kinh trên cái cánh tay phải này. Hoặc là quý vị nắm cái bàn tay lại, nắm hờ lại, nắm nhẹ nhàng vậy, và chúng ta đấm như vậy cũng được.
chúng ta làm lặp đi lặp lại, làm xuống làm lên, làm liên tục trong khoảng 2 đến 3 phút. Cái việc làm như vậy á, vừa giúp quý vị là giảm được cái tình trạng là đau cánh tay, tê mỏi cái cánh tay, cũng như là giúp điều dưỡng cái màng tim của chúng ta rất là hiệu quả. Ngoài ra, ngoài cách dùng tay thì quý vị cũng có thể dùng những dụng cụ để mà chúng ta hỗ trợ nó hiệu quả hơn. Cái dụng cụ đầu tiên đó chính là cái cây lăn cầu gai đôi lớn. Đây quý vị, đây chính là cái dụng cụ mà ngày hôm qua Khải đã từng chia sẻ với quý vị để tác động vào cái đường kinh mạch là tâm kinh. Thì chúng ta dùng cái lăn đôi này, chúng ta lăn lăn phía trên này, chúng ta lăn xuống. Đó, lăn xuống. Và chúng ta lăn làm sao đó di chuyển cái cây lăn đôi này để nó lăn khắp trên cái cánh tay chúng ta. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ đã thông được cái đường kinh mạch là tam bảo kinh cũng như là những đường kinh mạch khác. Quý vị biết rằng cái cánh tay chúng ta sẽ có đến 6 đường kinh mạch đi ngang qua đây mà. Ba đường kinh âm phía trong và ba đường kinh dương phía ngoài. Cho nên việc dùng cái lăn cầu gai đôi này mà lăn cánh tay vào một ngày khoảng 2 lần, buổi sáng và buổi tối, thì rất là tốt cho sức khỏe. Nó sẽ cùng lúc đã thông được rất là nhiều những cái ứ tắc của những cái đường kinh mạch này, những cái đường kinh mạch đi ngang qua cái cánh tay của chúng ta. Và chúng ta làm khoảng 2 đến 3 phút làm cả hai hai cánh tay. Đối với cái dụng cụ này thì quý vị nên làm một ngày 2 lần, buổi sáng buổi tối. Buổi tối thì chúng ta làm khoảng là từ 7 giờ đến 9 giờ tối đó quý vị. Hoặc là quý vị dùng cái búa lớn diện chẳng cũng được. Đây quý vị này. Dùng cái búa lớn diện chẳng này và chúng ta gõ men theo cái đường kinh mạch tam bào kinh này, chúng ta gõ. Hỏi chúng ta gõ đến cái lòng bàn tay luôn nha quý vị, lòng bàn tay luôn nha. Đó, chúng ta gõ giống như Khải vậy, gõ xuống này và gõ lên, gõ khoảng 2 3 phút, chuyển sang gõ trên cánh tay phải. Chúng ta làm hoàn toàn tương tự như là dùng tay, nhưng mà dụng cụ thì nó hiệu quả hơn, cũng như là nó không có làm cái bàn tay chúng ta bị đau mỏi. Và đó chính là cái cách mà chúng ta có thể đả thông cùng lúc cả cái đường kinh mạch là tam bào kinh này. Và quý vị biết rằng trên đường kinh mạch tam bào kinh này nó sẽ có những cái điểm huyệt vị rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tập trung tác động vào nó. Ví dụ như là cái huyệt vị khúc trạch này, khúc trạch nằm ngay cái khuỷu tay này, rồi là huyệt vị nội quan này, huyệt vị đại lăng này, lao cung này, trung xung này. Đây là những cái điểm huyệt vị quan trọng nhất của tam bảo kinh. Các huyệt vị khúc trạch á, dưỡng tim cũng như á, là giúp quý vị chữa được cái tình trạng đau cái khuỷu tay. Rồi là huyệt vị nội quan nằm gần cái cổ tay này là huyệt vị giúp điều hòa được huyết áp hiệu quả nhất. Rồi á, là huyệt vị đại lăng nằm chính giữa ngắn cổ tay này là huyệt vị giúp điều dưỡng tim, an thần, cũng như là trị được cái chứng hôi miệng và hôi nách hiệu quả. Còn huyệt vị lao cung á, là chữa được cái tình trạng bị viêm họng. Huyệt vị trung xung á, là chữa được cái tình trạng là bị đột quỵ tim. Vậy thì chúng ta hãy tập trung để mà tác động vào những cái điểm huyệt vị này nhiều hơn. Khả ví dụ như là đối với cái huyệt vị khúc trạch thì chúng ta dùng cái búa, chúng ta gõ vào cái khuỷu tay. Chúng ta gõ nhịp nhàng như vậy trong khoảng 20 đến 30 tiếng đếm. Rồi á, là chúng ta di chuyển xuống, chúng ta gõ vào huyệt vị nội quan. Huyệt vị nội quan á, nằm gần cái cổ tay và cách cổ tay khoảng 3 ngón tay. Nằm chỗ này quý vị, nằm giữa hai sợi gân. Chúng ta cũng sẽ dùng cái búa lớn này, chúng ta gõ vào đây. Chúng ta gõ vào riêng cái điểm huyệt vị nội quan này khoảng 20 đến 30 tiếng đếm. Rồi chúng ta sẽ, khi mà gõ như vậy á, thì huyết áp chúng ta nó sẽ được điều hòa. Cái điều này Khải đã từng chia sẻ rất là nhiều. Rồi chúng ta gõ tiếp vào cái huyệt vị đại lăng để mà giúp an thần này. Rồi chúng ta sẽ gõ vào cái huyệt vị lao cung cũng như là cái lòng bàn tay này. Đó, thì đối với cái việc tác động vào lòng bàn tay thì tí nữa Khải sẽ hướng dẫn dùng một cái dụng cụ chuyên dụng. Còn cái huyệt vị trung xung này á, thì quý vị có thể dùng cái ngón tay thôi cũng được. Chúng ta ấn vào chính giữa cái đầu mút, ngón tay giữa này là được. Đó, những quý vị nào mà tim đập nhanh thì chúng ta ấn vào từng nhịp, ấn chậm khoảng là 60 lần bấm trong 1 phút. Còn những quý vị nào mà bị tim đập chậm thì chúng ta lại bấm vào đây với cái nhịp nó nhanh hơn. Chúng ta bấm khoảng 80 nhịp trong 1 phút. Đó là cách điều hòa được nhịp tim bằng cách là tác động vào huyệt vị trung xung này hiệu quả nhất. Còn đối với cái khu vực nằm giữa lòng bàn tay mà Khải vừa chia sẻ có huyệt vị lao cung á, cái chức năng chính của lao cung là
chữa trị chứng viêm họng. Nhưng mà cái khu giữa lòng bàn tay này trong đông y người ta gọi là khu tam bào kinh, và nó phản chiếu đến tim. Thì chúng ta sẽ tác động vào đây điều hòa được nhịp tim cũng rất là hiệu quả, bằng cách á, là quý vị dùng cái dụng cụ chuyên dụng này, là cái quả cầu đinh inox. Chúng ta đặt nó trong lòng bàn tay này, chúng ta đặt cái bàn tay phải lên và chúng ta lăn như vậy này, lăn giống như là chúng ta đang làm bánh vậy đó. Thì cái điều này á, nó sẽ cùng lúc tác động trên cả hai cái khu vực tam bào kinh, giúp điều hòa tim và chữa lành được những bệnh lý liên quan đến tim. Chúng ta làm như vậy. Đối với cái cách này thì chúng ta làm bao lâu cũng được cả, một ngày chúng ta làm mấy lần cũng được, làm càng nhiều càng tốt nha quý vị. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách tác động vào cái đường kinh mạch là tam bào kinh để dưỡng được cái màng tim của chúng ta được tốt nhất. Thì cái màng tim mà được khỏe mạnh thì tất nhiên cái tim của chúng ta sẽ được bảo vệ. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe tim mạch nói riêng. Và quý vị có những cái thắc mắc gì thì hãy cứ để lại dưới phần bình luận của video. Còn nếu mà quý vị có nhu cầu mua dụng cụ chính hãng của Diện Chẩn như là cây lăn cầu cây đôi lớn, cây búa lớn này, rồi là cái quả cầu đinh inox này, thì quý vị có thể gọi trực tiếp với Khải thông qua số điện thoại Khải để dưới màn hình. Có thể gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo vào cũng được. Nhắn tin bằng phần mềm Zalo đó thì Khải sẽ cố gắng trả lời sớm nhất, cũng như là sẽ cố gắng giao những dụng cụ này sớm nhất đến quý vị, để quý vị có được cái dụng cụ để mà chúng ta chăm sóc sức khỏe ở nhà. Và bây giờ thì Khải xin phép tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha.